cắt móng tay cô Bi nhé. Cắt móng tay xong rồi, cô Bi chơi đi cho mẹ rửa bát nha. Chân dài quá rồi nè, đi đây, đưa tay đây. Xong một bàn tay rồi, cho bên đây mẹ cắt nhanh cho Bi đi chơi nha, cho Bi ra trèo cái xích đu chơi nha, để cho mẹ đi rửa bát. Rồi xong rồi, để chân nha. Bi ngoan thế nè, nay ngồi yên thế, ngồi yên nhưng cho mẹ cắt nhanh rồi đi chơi nha. Rồi, để cho này còn một chân nữa. Xong sạch sẽ rồi đó, giờ đi chơi đi nha, nghe mẹ rửa bát nha. Đi 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 con đi đi hả. Mẹ thầy rửa bát nè, mẹ rửa bát xong mẹ chơi với con nha. Đi 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 ra kia đi, đi ra chơi đi đi. Thank you.
mẹ lấy sữa với trái cây nha. Nha, đi nè. Chơi được với con buồn hả? Con vui con kia con khóc hả? Hay sao? Có buồn mẹ không? Ừ. Mẹ rửa bát mà. Mẹ phải rửa bát này, xong rồi nấu cơm cho con với em ăn này, ăn bình ăn nữa này. Không giận mẹ được nha. Mẹ nhiều việc mà. Con hiểu không? Ừ. Lấy sữa uống nha. Nhìn mẹ này con giận mẹ như thế nào, con nói mẹ nghe coi hả. Mẹ thương con mà, nhưng mà mẹ còn phải rửa bát này, rửa bát để sạch bát sạch sẽ để ăn cơm chứ. Con không hiểu à, con không thương mẹ hả? Không, để mẹ cố gắng mẹ sắp xếp thời gian mẹ chơi với con nhiều hơn nhá, các em nữa nhá. Mấy hôm nay em bệnh thì mẹ chăm em nhiều hơn một tí, bình thường mẹ chăm hai chị em như nhau mà. Được không? Bây giờ mẹ lấy trái cây ăn nha, không giận mẹ nữa nha. Thôi mẹ miếng nào. Rồi, ô mẹ thương. Ô mẹ thương. Mẹ xin lỗi nha. Mẹ rửa bát mà nhỏ. Mẹ thương em mà. Mẹ đâu có bỏ em đâu. Đừng có giận mẹ nha. Bây giờ lấy trái cây ăn nha, không uống sữa thì lấy trái cây nha. Được không? Rồi đây mẹ bóc quýt ăn nè. Quýt này mẹ mua tươi lắm luôn á. Đây. Ăn nha, bây giờ ăn quýt nha. Nè, cho con nè. Giỏi lắm. Nè, ngồi xuống đây ăn với mẹ. Hôn mẹ miếng đi, hôn mẹ miếng làm lành nè. Giỏi. Nè. Ngon không? Bữa nay cô Vi đặt giận dỗi mẹ nữa chứ. Phải thương mẹ chứ, mẹ nhiều việc quá trời luôn mà. Không giận mẹ nữa nha. Ừ. Thương nha. Anh nè. Ngon không? Vi đang chơi hả con? Đi nào, đi tắm nè, không chơi nữa nè. Đi tắm cho sạch sẽ nha. Để đây, đi tắm sạch sẽ ra.
Nhà chơi muốn ăn nha, không được đi lung tung nữa nha Vi nhá. Nè, bên này lúc này mày mặc điểm nè. Đây nha, mẹ đi dẹp cái khăn với lại dẹp cái biển trong nhà tắm lại nha.
Bi ơi, cô Bi, ra ăn trái cây nào con nào. Bi ơi, Bi, sao con? Sao mày gọi mà không trả lời? Ừ, lại đây mày hỏi này, lại đây. Sao buồn? Hả? Ừ, sao buồn? Mày hỏi mày sao không trả lời mẹ như vậy hết rồi? Đang trái cây với mẹ nhé. Sao? Hả? Sao buồn? À, hay là không tìm thấy đồ chơi nên buồn đúng không? Đồ chơi mày cất trong tủ kia kìa, đây mày lấy cho nè. Con nhận được không? Nào xuống đây. Cái này mày lấy cho. Đấy, ngon không? Ai mà giận là mất phần luôn. Nè. Ngon ghê chưa? Chị em ngồi đây chơi ngoan nha. Mẹ ra mẹ nhổ cà rau tí rồi mẹ vào nha. Thấy chưa? Ừ. Ok, con ok đi xem đi. Ok đi. Ok, ờ giỏi quá.
đâu? Hả? Chị Vi đâu mà con chơi một mình? Sao ha? Chị Vi đâu? Em mày xem nào, lại đây mày xem nào. Đây đây. Sao con không chơi với chị Vi? Chị Vi đâu rồi? Đi tìm chị Vi nhá. Mẹ ảo nè. Đáng đi tìm chị Vi nhá. Chị Vi đâu rồi ta? Chị Vi có đồng hàng nhá. Vi ơi. Có à? Đâu rồi? Tôi đi vô tìm chị Vi xem nhá. Con xem chị Vi ở đâu nhá. Chị Vi đây này. Sao đi không chịu chơi với con nữa hả? Con buồn sao đi hả? Sao đi thấy chưa, con học chơi với chị buồn rồi, chị khóc rồi nè, phải làm sao sao đi nhở? Sao đi thoa cho chị đi, chị buồn này. Đi ơi hả, đi lại đây mẹ bảo nào. Đi hư nhở, đi xoa cho chị đi. Đấy, con xoa cho chị đi. Con không chơi với chị buồn nè. Nè, quay lại hôn chị miếng nào. Con quay lại hôn chị miếng. Đúng rồi. Lại đây đứng chạy hôn chị miếng nào, nhanh lên. Đi đây, đi đứng chạy đi. Đi đứng chạy đi. Con đừng nhận xe đi nha. Xe đi đang còn nhỏ, xe đi nhiều lúc hơi ngang một tí nha. Yêu con lắm nha, con nhường xe đi á nha. Seri hư mẹ để mẹ hướng dẫn lại cho Seri nha, để Seri chơi với con nhé. Con đừng dẫn Seri nha. Ri ơi, lại đây nào. Đi đây. Đấy, Seri cũng không chơi với mẹ kìa. Thế hai mẹ con mình chơi với nhau nhé. Mẹ thương chị cô Bi rồi. Rồi con lại đây mẹ ôm nè. Đấy, Seri hư lắm, không chơi với hai mẹ con mình rồi. Seri hư lắm. Ba chị cô Seri luôn. Mẹ với chị Cô Bi trốn tìm với con này. Lại đây mẹ ôm hai chị em nào. Đi, đây, xin hai chị em nha. Hai chị em ngồi đây để thương nha. Bi ơi, Bi hôn em đi. Hôn em một miếng đi. Đúng rồi, giỏi lắm. Mẹ thương cả hai nha. Thương anh Bình nữa nha. Nho đắp nha. Đừng buồn em nữa nha. Đi cẩn thận nha, đi nhanh về nha. Đừng có đi lung tung nhé. Đi. Thank you.
Cô bị ăn bánh gì mà ngon thế nhở? Thèm thế. Cô bị buồn bánh ngon thật. Oh no! Cái gì đó Kevin? Mẹ đâu có lấy gì đâu. Không có, à. À, có đâu. Không có gì hết. Mẹ đâu có lấy gì của con đâu. Không có gì hết trong này hết. Nha, không có gì hết á. Mẹ có lấy gì được của Kobe đâu. Đâu, có cái gì đâu. Tìm cái gì? Có cái gì đâu mà tìm. Có cái gì đâu? Có cái gì đâu?
2. Nè, mẹ dỡ hết lên luôn rồi nè, không có gì hết nè, thấy nha. Có gì đâu. Đâu. Ừ, có gì đâu. Ừ, có gì đâu. Thấy chưa, mẹ có nói dối cô Bi đâu. Làm gì đó cô Bi? Hả? Ố? Mẹ xin lỗi cô Bi nhé. Không phải mẹ cố ý mẹ lấy bánh của cô Bi đâu. Tại cô Bi mua bánh ngon quá nên là mẹ đói bụng, mẹ thèm quá. Mẹ xin lỗi nhé. Nhá. Nhá. Thế mẹ xin lỗi nhá. Cô Bi đừng giận mẹ nhé. Cô Bi có giận mẹ không? Ừ. Nhá, cô Bi đừng giận mẹ nhé. Bánh ngon lắm. Này, phần này còn lại mày để dành cho cô Vi nha. Nha. Được không? Ừ. Cô Vi có nhận mẹ không? Vi. Vi cho mẹ xin lỗi nha. Nha. Được không? Vi. Vi ơi. Mẹ xin lỗi nha. Nha. Vi đừng giận mẹ nha. Vi yêu mẹ mà. Có yêu không? Bi xin lỗi mà nhá. Thôi mẹ ở đây, mẹ lại mẹ ôm nè, mẹ xin lỗi nè nha, cho mẹ xin lỗi nha, đừng gặp mẹ nữa nha nhá. Đây đây cô đang còn mà nhá, mai mẹ mua cái khác ra được không, mai mẹ mua một cái ngon hơn luôn nha, đừng gặp mẹ nhé, mẹ yêu nhá, mẹ xin lỗi nhá, mẹ yêu nhá. À, mẹ đói bụng quá, tại mẹ đói bụng quá nhá. Nhá, thôi mẹ miếng đi. Thôi mẹ đi. Không á. Vẫn giận á. Đây con đâu? Sang rồi. Ố. Sang. Cái đó bụng không? Ừ. Mẹ đi pha sữa cho con nhé. Nha. Pha sữa cho con uống nha. Mẹ lấy sữa ra. Chết rồi, mẹ quên mất cái hộp sữa này hết rồi. Giờ làm sao ta? Chị cô Vi thì đang ngủ, cô Vi đang ngủ sao cô Vi trông con được nhờ? Hay là mẹ đưa con đi mua sữa nhé, im lặng đi để cô Vi ngủ nhé, nha, được không? Để mẹ vô lấy áo rồi đưa con đi mua sữa nhé, nha, mua sữa mẹ về uống sữa nha, em ngoan nha. Nhé.
được nhờ. Đây là sữa non nè. Con uống sữa này không? Hả? Cắt sữa bột rồi mới con uống sữa này không? Mẹ mua cho con nhé. Nhá, con thích không? Hả? Đây, mua cho con nhé. Con mẹ coi mua cái gì cho chị Kobe nè. Chị Kobe với chị Sari nữa nha. Chị Sari rồi uống sữa này. Chị Sari uống sữa này nè. Lấy cái sữa này cho chị Sari này. À, đây. À, đây là cái này cho chị Kobe nha. Nghe mòn nha. Bao nhiêu hết anh? Em 28 hôm nay nhé. Đi làm sao ngon nhở? Con ở đây nha mon nhá. Không hiểu sao mà tự nhiên là chị Kobe là thấy mẹ về là bỏ chạy rồi sao ta? Không hiểu là chuyện gì luôn. Mẹ cởi áo xong rồi mẹ lấy sữa cho mon nhé. Xong rồi mẹ mang sữa qua cho chị Kobe. Hay là chắc là giận mẹ rồi không biết nữa. Chắc là không đưa con đi cùng nữa là giận rồi không biết. Mình lấy sữa cho con nhé, con đói lắm rồi hả? Sữa là tốt cho con lắm nè, nó có nhiều lợi khuẩn nè. Rồi, để đây tí mình bắt vào tủ lạnh nha. Đã làm bức chanh rồi. Uống nhanh này vô coi coi chị Kobe nhớ nào nha, mang sữa về cho chị nha. Mình nghĩ là chắc là chị giận rồi á, chắc là không đưa đi cùng à. Bây giờ uống sữa này. Ố, không uống nữa. Cái hai này con mình mang qua cho chị Kobe nhé. Mama nhé. Đi nào. Tưởng là giận rồi hả? Giận mẹ đúng không? Tại mẹ mẹ thấy con ngủ á, nên mẹ đâu có đưa con đi theo. Thấy con ngủ ngon mà, mình để cho con ngủ chứ. Em đã bụng mà hết sữa rồi, mẹ đưa em đi mua sữa, xong rồi mẹ có mua sữa cho con nữa nè, xong rồi mua sữa cho Seri nữa, ngon nhở? Ngon đâu có ham ăn đâu, mon mua cho Seri cho con nữa nhé. Cả giận á? Con muốn uống sữa không? 1, 2, 3 tinh tinh. Ê, sữa con nè. Lấy cho con nha. Thấy giận nha.
Sao nằm buồn hươu thế? Sao thế? Làm chơi với em hả? Mình chơi mà mặt buồn hươu buồn hiểu thế. Không để đi chơi gì à? Không để đi chơi mà cứ nằm yên thế này. Làm chơi với em hả? Hả? Mệt à? Đâu có mệt đâu nhỉ? Hay không nhỉ? Vi là sao con? Hả? Sao mà cứ buồn thế? Sao buồn nếu mình thương thế? Ba bảo ôm ba mà lại chạy đi trốn. Thế đấy. Thế ôm không nhỉ? Chạy. Sao nhỉ? Giận ba à? Nó giận ba à? Chắc ba đi lâu ngày rồi đừng có Vi giận hả? Không cần chơi với ba hả? Vậy để bây giờ bà đi mua quà cho con nhé, mua quà đồ chơi nhé, ok không? Rồi đi. Đang chơi cái mon này, con đang chơi cái mon này. Chạm mon, mon này, con đây chạm mon nhá. Này, đâu rồi? Đi đây. Ở đây chơi với mon nhé con. Này, chơi với mon này. Chị Bi này. Mon. Chơi với chị Bi này, chị Bi đang giận ba này. À. Con ôm mon này nhá, để ba cho hai chị em uống sữa này. Giận ba không uống luôn hả? Trời, giận ba không uống luôn đó hả? Chị Bi giận dai nhỉ? Thì được rồi, để ba đi mặc đồ để ba đi mua đồ chơi cho nha. Nha. Mua đồ chơi cho con nha. Ừ. Ông bị kể giận dai quá đi. Con cho em mon uống sữa đi. Cho mon uống sữa nha. Cầm cho mon uống sữa này. Đây mon. Cầm đấy. Mon chưa biết cầm. Đây, cho mon nằm xuống. Rồi. Mon nằm đây với con nha. Rồi. Để ba đi mặc đồ, ba đi mua sữa, mua đồ chơi cho con nha.
Mua quà cho con này. Vui rồi hả? Giờ vui rồi hả? Chị Tô Bi vui rồi hả? Thế nào, một quà này, món này. Đi xuống đây. Xuống đây vào cho quà này. Một quà hai chị em nha. Ngồi đặt ngồi đây. Đây, Tô Bi này. Đi xuống đây con. Thấy chưa? Nó có quà đấy chưa? Này món này. Món này. Sửa nó này, sửa theo cho con này. Khi nãy em uống rồi, ui em lại chạy đi chơi vui không? Em chạy vào phòng mẹ chơi rồi kìa. Rồi. Rồi cho con uống sửa trước nha. Ok, nó cởi mũ rồi đó. Em ơi, đi đâu? Em ơi, đi đây. Ok em, cho em đi chơi. Đây là quà của cô Bi này nhé, cho con nhé. Nhà, hết dạ ba rồi hả? Hết dạ này hả? Thôi miếng nào, thôi nhé. Không biết, ít chả hết dạ này hả? Ừ, đó là. Món uống sữa no rồi. Để cho con này. Rồi. Bây giờ ba. Mon. Mon ơi. Đi đây nè. Cái bà cho này, bà cho quà này. Đi đây. Đấy, quà của Mon này. Đây, quà của chị Kobe đây. Ủa. Đây là đây nha. Đây là hẳn. Đây. Con có quà đây này. Quà của con này. Nè. Chị chồng. Rồi. Đây. Rồi, cô Vi ngồi xuống đây chơi quà của con nha. Để ba cất đồ đạc đi nha, đây này. Rồi, con uống xong rồi đúng không? Để ba cất đi nha. Ngồi đây chơi cái món này, lại chơi cái món này. Thấy chưa? Đã lắm. Đi vào phòng mẹ nằm tí nhá, hai chị em tụi chơi với nhau nhé, được không? Ừ. Mon nhé, Mon ở đây chơi ngoan với chị Cô Bi nhá. Mẹ hơi mệt, mẹ đi nằm mẹ nghỉ tí đã. Nào, ngồi xuống đây chơi trong em cho mẹ với nào. Mon, bên này, Mon nằm đây với chị Cô Bi này, chị Cô Bi nằm đây ôm em nhé. Đấy, con nằm với chị có bị ôm mà.
Vi, không sao, mẹ đừng lo cho mẹ nhé. Mẹ nằm tí là mẹ đỡ à. Chơi với con nữa hay sao? Con nằm đây với mẹ nhé, nằm đây với mẹ cũng được này, nào nằm đây, nằm đây bị ôm bị thương con nè, thương nhá, nằm đây với mẹ nhé, nằm xuống đây, nằm đây bị ôm, đó, đó,
mẹ thương. Không ai chơi con nữa. Con buồn hả? Không sao nhé, các mẹ yêu con nhé, mẹ thương con nhé. Nằm đây với mẹ nè. Mẹ ôm ngủ nhé. Chắc là Mon còn nhỏ thôi, Mon nhõng nhẽo á nhờ. Mon đâu? Hay là Mon xuống chơi với mèo rồi phải không? Không chịu chơi với con phải không? Để mẹ nói Mon cho nhé. Thôi ngoan nào, nằm đây. Thôi ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi với mẹ nhé. Để cho Mon chơi với mèo cũng được nhé. Ngủ đi với mẹ nè. Thôi không sao, mẹ thương, mẹ thương. Không khóc nữa nha, mẹ thương nha.